Bây giờ chúng ta tiếp tục. Hôm trước thầy chữa đến câu 5 rồi hả? Này sẽ là câu tiếp theo. Xem là câu 6. Câu 6 là một cái dạng cần phải chữa. Chủ đề nhôm tiếp nha. Câu 6. Câu 6 là ở cái loại 4 đấy. Loại 4. Thêm HCl vào 0,1 mol NaOH và 0,1 mol NaAlOH tất cả 4 lần. Khi kết thúc thu được 0,08 mol thì số mol HCl đã dùng là khi kết tủa thu được là 0,08 mol. Rồi, 0,08 mol kết tủa thì tính số mol HCl đã dùng. Câu A 0,08 hoặc là 0,16. Câu B 0,16. Câu C 0,26. Câu D 0,18 hoặc 0,26. Đấy, bài giải. Đây là một cái dạng thầy đã dạy game rồi đấy, đúng không? Cái dạng bài toán mà có cái NaAlOH 4 lần thì cái này các em phải hiểu rằng nó có thể là viết lại là cái gì nhỉ? NaAlO2. Người ta viết thế nào cũng vẫn được. Có hai cách viết nhá. NaAlO2 đều được cả. Thế còn cách viết theo NaAlOH 4 lần là cách viết sách nâng cao, thế còn đây là sách cơ bản. Nào, có ai xung phong bài này không? Rồi. Mời Diệu Linh nào. Số mol H cộng. Rồi. Đầu tiên là chúng ta viết phản ứng H cộng với OH trừ trước. Bởi vì các em nhớ rằng bao giờ phản ứng H cộng và phản ứng OH trừ cũng là phản ứng diễn ra đầu tiên. Đấy, là phản ứng nhanh nhất diễn ra đầu tiên em ạ. Thầy đồng ý thành cái gì nào? Sau đó em tính số mol H cộng tốn ở đây nào. 0,1 đúng không? Đây 0,1. Ok, tốn mất cho 0,1 đây đã. Sau đó thì bài này chính là bài xuôi hay ngược đây? Bài ngược đúng không? Biết kết tủa rồi, yêu cầu tính ban đầu chính là bài toán ngược. Toán ngược thì sẽ có mấy trường hợp nhỉ? Hai trường hợp. Trường hợp 1 kết tủa chưa cực đại. Thì công thức để tính cái mol OH mol H cộng sẽ là gì? Đúng rồi. Đấy, mol H cộng bằng mol kết tủa bằng 0,08. Tốt. Thế thôi, cần gì phải tính nữa đúng không? Cái này luôn đúng không? Mỗi cái có 0,08 thôi. Cái này không có, cái này không có, cái này không có. À, cộng 0,1 nữa. Đúng rồi, cộng 0,1 nữa thì nó ra cái gì rồi? 0,18 luôn đúng không? Đấy, suy ra là tổng mol H cộng cần luôn. 0,1 cộng với 0,08 bằng 0,18. Đấy, tức là đáp án D luôn. Không cần phải làm thêm nữa. Đấy, thế nhưng mà đấy là thầy áp dụng bài này thôi. Nếu còn những cái bài mà nó có 0,18 cũng ở đây luôn, hai cái chỗ này 0,18 thì mình phải làm tiếp em ạ. Đấy, giả sử như trường hợp đó. Thế còn khi mà các em gặp với những bài như này thì các em làm luôn, hoành luôn cho nhanh. Rồi, thầy đồng ý. Trường hợp 2, kết tủa đã cực đại và tan một phần. Và tan một phần. Thì công thức hôm trước dạy công thức tính nhanh là gì nhỉ? N kết tủa đúng rồi, bằng 4/3 NaAlO2 trừ 1/3 N của H cộng, vậy chuyển biến đổi dấu. Đấy, xong thì nhân lên đúng không? Chuyển này sang bên này, vậy ta có NH cộng. NH cộng mình nhân 3 hai vế luôn đi. Nhân 3 hai vế luôn thì có phải là bằng 4.
4n của al o2 trừ và trừ đi 3 n kết tủa. Thay số vào bằng 4 nhân với 0,1 và trừ đi 3 nhân với kết tủa để cho sẵn đây. 0,08. Bấm máy tính cho thầy xem bao nhiêu. 0,16. 0,16 nhưng mà cộng thêm đúng không? Cộng thêm cái phần tốn kia, vậy suy ra là tổng mol kết H cộng sẽ bằng 0,1 tốn ở bên kia cộng với 0,16 sẽ bằng 0,26. Vậy thì bây giờ củng cố thêm đáp án D. Đấy. Để từ kết quả này các em sẽ chọn đáp án D. Đấy. Nó có nhanh quá không? Tất nhiên là sẽ nhanh với những bạn chưa đọc đề, chưa nghiên cứu kỹ và cũng chưa hiểu cái công thức, chưa nhớ công thức. Đây có hai đây này. Có hai cái chỗ này các em buộc phải thuộc này. Đấy. Có hai cái này các em phải thuộc. Kết tủa chưa được đại thì công thức NH cộng bằng N kết tủa, và thứ hai là đã được đại trong phần thì nó bằng cái này. Đấy, các em thuộc hai cái này rồi thì bài này trở thành rất đơn giản thôi. Thế còn làm thế nào để thuộc thì hôm trước thầy dạy các em rồi đấy. Các em hiểu, sau đó thì các em tập viết, viết đi viết lại một lần vài lần sẽ nhớ. Đấy. Sau đó thì các em sẽ quên các em ạ. Các em nhớ rồi sau đó các em lại quên. Khi mà các em học sang chương khác, ví dụ các em học sang chương sắt chẳng hạn, thì các em lại quên cái này. Đấy, nhưng mà đến lúc cần thi các em lại mang ra các em xem. Đấy, lại xem, viết đi viết lại vài lần nó lại nhớ. Như thế các em học để mà quên mà. Được chưa? Kiệt có vướng gì không? Hôm trước cái này Hiếu được học chưa nhỉ? Các em buổi trước chưa học à? Hình như buổi trước em nghỉ, thầy chưa gửi clip, em chưa học lại cái này đúng không? Ừ, thôi được rồi, thế thì tạm thời em ghi hai công thức này vào để em vận dụng đã. Đấy, đóng khung công thức này vào để em vận dụng đã. Sau đó thì em sẽ học lại cái clip thầy, chắc là thầy mấy hôm máy tính nó mang đi sửa, thầy chưa gửi rồi. Thành cũng thế đúng không? Rồi, thế bây giờ những bạn nào mà chưa học buổi hôm trước thì cứ ghi hai công thức này vào, cứ thế mà ốp thôi. Thế còn hiểu tại sao thì xem lại video clip thì sẽ hiểu. Đấy, thế là các em tích vào, đúng thì các em được cộng thêm điểm điểm. Bây giờ chúng ta đến với bài tiếp. Bài 7, câu 7. Hòa tan 3,9 gram AlOH 3 lần bằng 50 ml dung dịch NaOH 3m được dung dịch A. Thể tích dung dịch HCl 2m cần dùng, cần cho vào dung dịch A để xuất hiện trở lại 1,56 gam kết tủa là 3,9 gam AlOH tất cả 3 lần. Đấy, sau đó thì nó trộn với, nó cộng với 50 ml NaOH. Rồi. Thành dung dịch A. Sau đó thì nó cộng với HCl 2m. Đấy. Thu được 1,56 gam kết tủa. Yêu cầu là hãy tính thể tích của HCl V lít. V lít tính V. Câu A 0,02. Câu B là 0,24. Câu C 0,06. Hoặc 0,12. Câu D
0,02 hoặc là 0,24. Bài này đã làm được rồi nào, giơ tay nào. Rồi, tốt. Thế bài này chưa ai chưa làm được, giơ tay. Rồi, không thầy hỏi là ai chưa làm được nghĩa là đã suy nghĩ rồi mà chưa làm được ấy, chứ không phải là ai chưa làm thế nào đâu. Lân chưa làm được, Minh chưa làm được. Rồi, tốt. Bây giờ kem những bạn nào chưa nghiên cứu tí nào, kem đọc đi, đọc nghiên cứu tí đi. Bài giải. Em Minh nào, em đã nghiên cứu rồi nhưng mà em chưa làm được thì em vướng ở đâu? Em cho thầy biết nào. Thầy gỡ rối nào. Hả? Em bấm nó không đúng kết quả. Thế bây giờ em nói thầy nghe nào, cách trình bày cái em trình bày cách làm của em là gì nào? Rồi, em tính phản ứng của H H cộng với OH trừ ở đây gì? Rồi, OH trừ ở đây, đây là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu m nhỉ? NaOH bao nhiêu m nhỉ? 3m, đúng rồi. Vậy em tính thầy cái số mol của NaOH trước đã. 0,15. Thế từ đó suy ra mol cái OH trừ ở đó. Ừ. Tính thầy số mol của cái AlOH 3 lần đã. Bằng 0,0. Từ đó em suy ra n của H trừ 0,05 nhân với lại 3 đúng không? Bằng. Tốt lắm. Tiếp theo em tính thầy mol kết tủa này. Đây là ban đầu nhá, đây là ban đầu này. Mol của kết tủa sau. Mol kết tủa sau chính là mol của AlOH 3 lần mà. Sau bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 1,56 để chia cho 78 bằng bao nhiêu? 0,02. Rồi, thế bây giờ em làm nào nói thì nghe xem nó vướng ở đâu nào. Hả? Cái gì? À, tính tổng hai thằng này vào gì? Em mới chỉ phản ứng mỗi đây thôi gì. Thế bây giờ em làm lại thì em làm như nào? Số mol H cộng bằng cái gì? Trường hợp 1. Số mol kết tủa. Cộng với số mol của cộng tổng mol H trừ bằng bao nhiêu? Bằng 0,02 cộng với lại hai thằng này đúng không? Cộng với lại 0,15 cộng với lại 0,15 bằng bao nhiêu? 0,32. Thế có đáp án không? Chia cho 2. Thế từ đó em suy ra là V. Ta có công thức là CM bằng N nhân V. Vậy thì V thì bằng sẽ bằng N nhân CM đúng không? 0,32 chia cho nồng độ 2 bằng bao nhiêu? Có đáp án không? Vẫn không có đúng không? Thì vẫn là không đúng. Em vào đi. Nghĩa là nó vẫn chưa đúng. Các biết vì sao bạn Vân Anh, bạn Minh bạn làm như này chưa đúng không? Có hiểu vì sao chưa đúng không? Mày Hưng nè.
Em chưa hiểu ý của bạn Minh rồi. Bạn Minh, bạn tư duy này nhá, bạn tư duy này này, cái NaOH thì chứa cái gì nhỉ? OH trừ AlOH bao lần cũng chứa gì? Nó cũng chứa OH trừ. Thế tổng hai thằng này vào là bao nhiêu? Tổng này vào là 0,03 đúng không? À, tổng là 0,3 đúng không? Thế mà bây giờ bạn nên lấy H cộng cộng với 0, chỗ này 0,03 thì có nghĩa là H cộng nó phản ứng toàn bộ với hết cái gì nhỉ? Vết OH trừ, hay lấy đâu ra cái OH trừ nữa để đi vào cái kết tủa sau này? Đấy, nguồn OH trừ ban đầu ấy nó chỉ có tổng là 0,015 cộng 0,015 là tổng là 0,3 thôi. Thế mà em cho H cộng mà đúng bằng cái 0,3 này rồi. Vậy thì còn đâu cái OH trừ nữa? H cộng nó nhiều như vậy thì nó phản ứng hết với OH trừ thành nước hết rồi. Vậy thì OH trừ nó không còn đâu để nó đi vào cái kết tủa này nữa. Đấy, tức là cái OH trừ đây là 0,3 nó ra quá. Tức là mình lấy cái H cộng bằng 0,3 đây nó ra quá. Mà còn cộng thêm cái 0,02 nữa thì càng quá hơn. Đấy, thì làm sao mà nó đúng được. Đấy. Bây giờ như này nhá. Nào. Lại nhau, cái này không đúng. Cái không đúng là vì trong này nó có OH trừ tổng này. OH trừ tổng này mình cho phản ứng hết với OH trừ tổng rồi, còn đâu mà nó phản ứng để tạo thành kết tủa nữa. Rồi, chúng ta đầu tiên là phải viết phản ứng hai thằng này phản ứng với nhau trước đi. Đấy. Xử lý để chuyển bài toán này trở thành bài toán cơ bản nữa các em. À, tức là các em chuyển cái bài toán hai thằng này phản ứng với nhau để trở thành bài toán có cái AlOH trừ và cái gì nhỉ? OH trừ dư. Giống hệt như bài toán đấy. Phải chuyển nó về cái dạng này trước đã. Nha. Làm lại nào. Nào, ai cho thầy biết cái phản ứng này nào. Là AlOH tất cả 3 lần cộng NaOH thì thành cái gì đã? À, mời Tùng nào. À, đúng rồi. Thành NaAlO2 cộng 2HO. Sau đó thì em mới tính với thầy cái sản phẩm đi. Cái này là không phải bao nhiêu mà nhỉ? Không phải 0,5 đúng không? Cái này là bao nhiêu? 0,15. Vậy cái nào dư? À, đúng rồi, dư. Vậy cái này chính là bao nhiêu? Đúng rồi, vậy thì cái này dư là bao nhiêu? Đấy, vậy suy ra sau phản ứng ta có là AlO2 trừ là 0,05 và OH trừ dư. Đấy, 0,15 trừ đi 0,05. 0,15 trừ đi 0,05 bằng 0,1. Đấy, vậy thì bây giờ bài này nó trở lại đúng bài 6 chưa? À, trở lại đúng bài 6 rồi. Đấy, sau đó thì H cộng vào thì phản ứng với cái gì trước em? Phản ứng OH trừ trước. Xử lý xong OH trừ rồi mới đến cái gì nhỉ? Mới đến cái AlO2 trừ này. Sau đó lại vẫn chia ra mấy trường hợp? Hai trường hợp là kết tủa chưa đại công thức nào, kết tủa đã cực đại toàn phần như thế nào. Đấy. Thế Tùng làm tiếp được không? Đấy, cho HCl vào để phản ứng gì trước? Thầy hướng dẫn luôn. H cộng. Mình dùng phương trình ion em ạ, cho nó gọn. H cộng phản ứng với gì? OH trừ tạo thành gì nhỉ? Ở H2O. Cái này là 0,1. Thì này là tốn là bao nhiêu? 0,1. H cộng là từ HCl, OH trừ là từ NaOH. Đấy, những cái bài như này các em nên dùng phương trình ion, nó sẽ gọn. Đấy. Thế sau đó thì cái H cộng mới phản ứng tiếp với AlOH trừ thì có mấy trường hợp? Bây giờ chúng ta không viết dài dòng nữa, ta viết hoặc là như này. Đấy. Hoặc là NH cộng bằng cái gì nhỉ? Vừa đấy ta đóng khung hai công thức đấy. À, đúng rồi, bằng N kết tủa. Thế trường hợp này là kết tủa thế nào? À, chưa cực đại, đúng rồi. Hoặc N của cái gì? N kết tủa bằng 4/3 N của AlO2 trừ và trừ đi gì nhỉ? NH cộng. Thế cái này mình tính luôn, cái này sẽ bằng bao nhiêu? Đâu? Đây, cái nào kết tủa đây là bao nhiêu đây? 0,02. Đấy, thế tí nữa mình cộng cái này xong. Cộng này sau em ạ.
Cái này là nó cộng tốn cho cái gì? Tốn cho cái NaOH trừ đúng không? Đây là cái này là cho NaOH trừ. Đấy, đây là H cộng cộng với NaOH trừ. Đấy thì nó sẽ có hai cái này. Đấy. Đây là dấu hai chấm nha. Thế còn cái này thì mình cũng biến đổi như vậy thôi. Cái này suy ra NH cộng là bằng cái gì? À thầy xin lỗi. Phần 3 NH cộng bằng cái gì? Bằng 4 trừ đi 4 N của AlO2 trừ trừ đi 3 lần kết tủa. Trừ 3 N của kết tủa. Thay số vào. 4 nhân với lại cái này là bao nhiêu? 0,05 trừ đi 3 nhân gì? Nhân với 0,02. Đấy. Em bấm này ra. Thêm bằng bao nhiêu? 0,14. 0,14 bây giờ các em mới cộng thêm. Cộng thêm 0,1 nữa. Có đúng không? Có đúng 0,14 không? Ừ. Vậy từ đó ta mới suy ra. Thì bên đây trên này nha. Để suy ra NH cộng sẽ bằng 0,02 cộng với 0,1 ở đây nữa là 0,12 NH cộng hoặc là NH cộng bằng 0,4 cộng thêm 0,1 đây nữa là bao nhiêu? 0,24. Xong từ đó suy ra V. Suy ra V hoặc là bằng cái này chia cho 2 là 0,06 hoặc là cái này chia 2 0,12 lít lít. Đấy. Hay chọn đáp án gì nhỉ? C. Vân Anh đâu về muộn em? Đây của quên à? Quên thế thì không có lý do chính đáng thì trừ điểm nhá. Nhưng mà thầy không trừ điểm nó lại không đúng luật nên các bạn thì đi sao? À. Thôi nói chung là bạn Vân Vân Anh bạn ấy đến là đã giỏi rồi. Bạn ấy hay nghỉ quá nên là đến là đã giỏi lắm rồi. Thế các em đã hiểu bài chưa? Tóm lại là chúng ta quy về cái bài cơ bản. Đây cơ bản đây. NH cộng bằng N kết tủa. Đấy. Hoặc là N kết tủa. Thực ra thì cái này chúng ta viết đúng công thức chuẩn nó là gì nhỉ? NH cộng bằng N, N kết tủa bằng gì? Bằng NH cộng. Và N kết tủa 4 phần 3 NaLO2 trừ trừ đi 1 phần 3 NH cộng. Đấy. Được chưa? Sao em? Để thằng em mắt em bị em đau. Có đau không? Yeah, trông nó đỏ đúng thế các em ok chưa? Thế hiểu có hiểu không? Tất nhiên là em chưa hiểu nguồn gốc từ công thức nhưng mà em đã hiểu cái cách vận dụng để dẫn ra công thức chưa? Em đến với câu tiếp theo là câu số 8. Câu số 8 thì siêu siêu dễ thôi. Câu 8 này các em nhìn ra là nếu như không có cái đáp án ở đây thì các em nhìn ra là nó có mấy trường hợp nhỉ? Nó có mấy kết quả nhỉ?
Nếu như mà tính H cộng thì là chỉ có à, có hai kết quả, nhưng mà tính AL OH trừ thì thế nào nhỉ? Chỉ có một thôi. Trường hợp OH trừ tác dụng với AL3 cộng cũng thế các em ạ. Nếu tính OH trừ thì sẽ có hai kết quả. Nhưng mà tính AL3 cộng thì cũng chỉ có một thôi. Nó sẽ rơi vào trường hợp nào? Trường hợp kết tủa trường đại hay là kết tủa đã cực đại tăng một phần nhỉ? À, đã cực đại tăng một phần. Đấy, nhớ nhá, tính nhôm đấy. Tính nhôm thì chắc chắn nó sẽ rơi vào trường hợp là phải đã cực đại tăng một phần rồi, không phải nghĩ nữa. Bây giờ thầy mày hiếu rồi xem. Em cho thầy cái công thức em sẽ dùng nào. Đầu tiên là em nhớ em cho thầy cái công thức tổng quát đã nào. Đầu tiên là n kết tủa bằng gì? Nhưng mà đây là với bài toán. Không phải được chứ mắt. Mà bài toán ALO2 trừ tác dụng với gì nhỉ? Tác dụng H cộng. Đấy. Thế còn bài toán là AL3 cộng cộng với OH trừ thì công thức lại khác. Nào, trường hợp thứ hai là gì? Em là kết tủa bằng. Không nhìn lại nữa, chưa tôi em chuyên nhẩm cho thuộc đi. Ôi, em viết cái gì này? Hả? Ai cho phép em viết linh tinh vào cái phiếu này? Lần sau đừng làm thế nhá. Thiếu gì đây nháp? Nào, công thức là gì đây? Rồi, đấy. Thế trong cái bài toán mà yêu cầu tính ALO2 trừ nhờ tính H cộng. Tính H cộng thì có hai công thức này, hai trường hợp này. Đấy, có hai kết quả. Nhưng mà tính cái này thì có mấy kết quả thôi? Một. Một kết quả, và đó là kết quả trường hợp mấy nhỉ? Ở trường hợp 2. Đấy, trường hợp 2. Đấy, trường hợp 1. Trường hợp 2. Trường hợp 1 là kết tủa trừ cực đại. Kết tủa trừ cực đại là có cái gì hết cái gì dư các em? Kết tủa trừ cực đại thì cái gì hết? H cộng hết, đúng rồi, thì cái gì dư? AL2 trừ dư, vậy thì cái dư của tao tính được không? Không tính được và sẽ không bao giờ hỏi về trường hợp đó các em ạ. Phải rơi vào trường hợp là H cộng cũng hết và AL2 trừ cũng hết, chính là trường hợp 2 đấy. Vậy đã dùng công thức này. Vậy Hiếu làm luôn thầy công thức này xem. Đầu tiên em tính cho thầy cái mol của H cộng. Mol H cộng bằng mol của H24 nhân 2 đúng không? Tức là 0,2 là 200 ml này. Đổi ra lít. Nhân 0,5. Xong rồi nhân với cái H2 nữa. 0,2. Rồi. Thế bây giờ em tính mol kết tủa. Kết tủa bằng 7,8 chia cho 7,8 đúng không? 0,1. Lắp vào đây. Đấy, từ đó em mới suy ra cái này là 0,1 bằng 4 phần 3 n của ALO2 trừ trừ 1 phần 3 H cộng 0,2. Xong bây giờ em giải cái này ra. Có biết giải này không? 0,125. N của ALO2 trừ bằng 0,125. Tốt lắm. Vậy thì chúng ta chọn đáp án D. Đáp án D. Kịp có hiểu bài không em? Bây giờ em làm tiếp thầy bài tiếp theo đi. Bài 9 thế nào? Kẹt làm bài 9 thế nào? Nghiên cứu đề đi.
em cố gắng về nhà dành thời gian làm lại thôi. À, không cần phải trình bày giảng được, nhưng mà mình làm nháp hoặc là mình bấm máy làm sao nó phải hiểu và nó phải làm được cơ, chứ kem chép không thì cũng không tác dụng đâu. Câu 9. Alh 3 lần nung ra Al2O3 cộng nước. Một trăm ml NaOH 0,1 m đấy, và NaAlO2 0,3 m, thêm từ từ cộng với HCl 0,1 m vào dung dịch A cho đến khi kết tủa tan một phần, kết tủa tan trở lại một phần, đem kết tủa nha. Kết tủa nhớ là đã tan một phần rồi. À, sau nung thu được 1,02 gram. À, tính thể tích dung dịch HCl, tính V của HCl. Câu A là 0,5. Câu B là 0,6. Câu C là 0,7. Câu D là 0,8. À, thế ưu tiên bạn kẹt thế nào? H cộng phản ứng với OH trừ trước. Rồi, để tạo thành cái gì? Rồi, thế bây giờ em tính thầy mol của OH trừ là bao nhiêu? Ừ, đúng rồi đấy, không phải có một. Vậy mol H cộng tốn ra đây bao nhiêu? To lắm. Đây nhá, cái này là tan một phần rồi đúng không? Ờ, tan một phần rồi, xong dùng mình cùng công thức ở trường hợp mấy nhỉ? Có cần phải viết phản ứng viết cái gì nữa không? Bởi vì mình đã có công thức giải nhanh rồi thì mình cần viết gì phần phản ứng nữa? Nếu mà không biết công thức giải nhanh thì viết phản ứng em ạ. Đây nhá, thầy giả sử các em không biết công thức giải nhanh nhá. Không dùng công thức giải nhanh. Công thức giải nhanh. Thì các em sẽ viết thế này là H cộng cộng với AlO2 trừ cộng với HCO tạo thành cái gì? Kết làm tiếp nào thành cái gì? Thành AlO gì nhỉ? Đúng rồi, kết tủa. Ok, tiếp theo là H cộng cộng AlO2 trừ thành cái gì? AlO3 cộng cộng với HCO này mấy lần? 4 lần đúng không? Cái này mấy? 2. Đấy, thế xong này đặt đặt kết tủa ở đây bao nhiêu mol đây? Cái này là chính là gì nhỉ? Cái này mình cho phân hủy thành gì? À, là 2O3 cộng cộng nước, và đây bao nhiêu mol? 0,1. Và cái này sẽ là bao nhiêu mol? 0,01. Thế vậy đây là bao nhiêu mol? Ừ. Cái biết vì sao đây không phải 0,2 không? Ờ, đúng rồi, con gà đấy 0,01 nhân 2 này thì là ra mol nhôm là 0,02 đúng không? Vậy đây không phải 0,2. Vậy theo phương trình. Thầy biết cái này nó hơi ấy. 0,02, vậy thì theo phương trình thì đây sẽ là bao nhiêu? Mà tổng mol của AlO2 trừ là 0,003 đúng không? Vậy thì ở đây sẽ là bao nhiêu? 0,01 chứ. Tổng là 0,03. Ở trên là 0,02 rồi. Phải tốn ở dưới là bao nhiêu thôi? Nhân ra đây. 0,02. Vậy cái này là bao nhiêu? Nhân vào, nhân 4 trên 1 ra 0,004. Bây giờ em cộng 2 này vào sẽ ta H cộng. À, H cộng tốn cho cái AlO2 trừ cộng thêm H cộng ở trên. Vậy suy ra tổng mol H cộng bằng
Đấy, 0,01 cộng với 0,02 cộng với 0,04 bằng 0,07. Thế bây giờ các em chọn đáp án, còn chia đúng không? Chia cho nồng độ nữa thì suy ra thể tích thôi. Suy ra V sẽ bằng 0,07 là nó mol này. Chia nồng độ là 0,1. Bằng gì nhỉ? 0,7 lít. Đây là chúng ta không dùng thức giải nhanh em ạ. Thì cũng vẫn được. Đấy, tuy nhiên là nếu như chúng ta dùng thức giải nhanh thì nó sẽ nhanh hơn. Nào dùng thức giải nhanh thì làm thế nào kiệt làm tiếp thế nào? Rồi, nếu dùng thức giải nhanh. Thức giải nhanh này là chúng ta dùng cái công thức ở trường hợp 1 hay 2 đây. Ở đây người ta nói là tăng một phần đúng không? Tăng một phần chính là trường hợp 2. Đấy, dùng công thức giải nhanh. Thì là n kết tủa bằng 4/3 n của AlO2 trừ trừ đi 1/3 NH cộng. Đấy. Các em nếu mà các em nhớ không chắc thì nó rất dễ bị nhầm với công thức ở trong cái bài toán AL3 cộng cộng H trừ. Đấy. Trong bài đấy là n kết tủa sẽ bằng 4 n AL3 cộng trừ đi gì nhỉ? Trừ n H trừ. Đấy. Công thức giải nhanh nó có cái hay là nó sẽ nhanh, nhưng mà nó có cái dở là mình không nhớ chính xác ấy. Là nó sẽ bị lẫn. Còn nếu như mà các em mà không nhớ chính xác được thì các em cứ giải bình thường như thế kia. Nào, vậy thay vào đây. Để suy ra NH cộng ở đây sẽ bằng 3 lần đúng không? À 4 n của AL ngoài trừ trừ 3 n của kết tủa bằng cái gì nhỉ? 4 nhân với lại 0,03 trừ đi 3 nhân với lại 0,02 đúng không? Cái này là bao nhiêu? 0,06 hả? Thế sẽ cộng với 0,01 ở trên thì cũng thế đúng không? Đấy. Từ đó các em suy ra tổng mol H cộng vẫn bằng 0,06 cộng với 0,01 bằng 0,07. Vậy suy ra V vẫn thế. Đấy. Đây là câu số 9, câu số 10. Câu số 10 cũng hoàn toàn tương tự như thế. Người ta hỏi là lớn nhất thì nghĩa là trường hợp mấy đây? Là trường hợp 2. Đấy, vậy thì các em bấm nhanh cho thầy xem nào. Các em bấm nhanh không cần phải viết nữa. Các em nhớ lại là công thức đấy sẽ là gì nhỉ? N của H cộng sẽ bằng 4 lần N của AL2 trừ và trừ đi 3 lần N kết tủa đúng không? Hưng nè. Ừ. 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 Rồi, tốt. Có đúng không? Bạn khác, bạn nào bấm lại được như thế nào? Là không cần phải viết nữa, bài dễ này thôi không cần phải viết nữa. Ai nào? Bấm lại nhanh như thế nào? À, Minh nào? Không phải một là cái gì nào? Ừ, đúng rồi. Số mà H cộng tác dụng H trừ là đầu tiên là tính như thầy là 0,1 là của OH trừ là 0,1 này. Đấy. Cộng với 4 đúng rồi, nhân với
0,05, chính xác là số mol của Al2 trừ. À, trừ đi 3 nhân mol kết tủa. Mol kết tủa là 0,56 chia 78 là 0,02 đúng không? 0,24. À, xong rồi chia cho thể nồng độ chia 2 thì ra thể tích. À, với kết quả là ra bao nhiêu? 0,12. Được chưa? Tốt. Ai làm được như thế nữa nào? À, Vân Anh nào. Ừ. 4 phần 3 là cái gì? Đúng rồi. Rồi, đấy, tốt. Bấm ra bao nhiêu? Đây này, công thức gốc đây này. Thế còn đây là công thức khai triển. Đấy, ta dùng công thức khai triển này luôn. Em hiểu chưa? Chúng ta nên nhớ công thức gốc thôi. Sau đó thì chúng ta khai triển một bước thôi, vài giây sẽ ra công thức khai triển. Chứ nhớ hết được thì khó lắm, thầy chả nhớ hết được. Thầy nói gì các em? Nhớ công thức gốc thôi. Đấy, có mấy công thức giải nhanh thầy đã cho các em ghi đấy, cố gắng học cho nó thuộc. Câu 10. À, câu 11. À, thấy có một bạn xung phong nữa là Thành nữa nào. À, Thành cũng xung phong đúng không? Thế em làm thế nào nào? Lại nào. Rồi. Được chưa? Thế ai hiểu bài này rồi? Giơ tay nào. Rồi. Ok. Rất tốt. Thế Thu không nghe thầy nói gì à? Em không nghe thầy nói gì à? Thầy hỏi em hiểu bài này chưa em? Hả? Thế sao không giơ tay? Câu 11. Câu 11 là câu sao. Câu này ai làm được rồi, giơ tay. Dương làm được rồi, tốt. Đấy, Thu nữa, tốt. Thế còn những bạn khác chưa làm được hả? Thế ai làm được, ai làm rồi mà chưa ra, giơ tay nào. Ai làm rồi chưa ra? Diệu Linh. Đấy, Diệp nữa. Rồi, rất tốt. Thầy cho các em thêm 3 phút nữa nhá. 3 phút để các em suy nghĩ thêm, triển khai thêm đi.
Nào, bây giờ ai đã có thêm manh mối nào? Không cần game phải biết làm ra kết quả đâu, game chỉ tìm thấy cái hướng làm là được. Đấy, chúng ta sẽ viết các cái phương trình như thế nào, rồi sau đó chúng ta quy về bài toán ra làm sao. Khi xuất hiện kết tủa, bắt đầu xuyên kết tủa nghĩa là thế nào? Đấy, hết 300 lít hoặc 700 lít đều ra cùng kết tủa nghĩa là như thế nào? Các em hiểu cái ý của nó là được. À, mời Hưng nào. Thêm bấm đi. Ừ. Ừ. Người Trung Hoa quá trừ chứ. Đúng rồi, Trung Hoa quá trừ còn dư. Số mol nào H sẽ x cộng với 0,1. Rồi, tốt. Gì nữa? Hết à?